hướng dẫn kết nối bộ điều khiển từ xa. Nếu đèn cảnh báo của máy bay nhấp nháy màu vàng khi bật nguồn, tức là cần liên kết máy bay với bộ điều khiển từ xa. Kết nối bộ điều khiển từ xa với ứng dụng DJI Fly. Bật máy bay, kết nối thiết bị di động với bộ điều khiển từ xa và mở ứng dụng DJI Fly. Nhấn vào Connect Aircraft ở góc dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải, vào phần Control và ấn Connect to Aircraft. Khi bộ điều khiển từ xa phát ra tiếng beep liên tục cùng với đèn LED pin nhấp nháy, có nghĩa là bộ điều khiển từ xa đã sẵn sàng để kết nối. Nhấn nút nguồn trên máy bay và giữ trong khoảng 4 giây. Máy bay sẽ phát ra tiếng beep một lần và đèn LED mức pin sẽ nhấp nháy thể hiện rằng nó đã sẵn sàng để kết nối. Bộ điều khiển từ xa sau đó sẽ ngừng phát ra âm thanh và đèn LED trên máy bay và điều khiển cũng sẽ ngừng nhấp nháy. Khi chế độ xem camera trực tiếp được hiển thị trên ứng dụng, tức là đã liên kết thành công. Kết nối bộ điều khiển từ xa với các nút tích hợp. Bạn có thể liên kết bộ điều khiển từ xa với các nút tích hợp bằng cách nhấn nút FN ở trên cùng bên trái, nút ảnh video ở trên cùng bên phải và nút chụp ghi hình ở phía trên. Bộ điều khiển từ xa sẽ bắt đầu phát ra tiếng beep sau 2 giây. Nhấn và giữ công tắc pin trong khoảng 4 giây cho tới khi bắt đầu nghe thấy tiếng beep, máy bay sẽ bắt đầu quá trình liên kết. Khi bộ điều khiển từ xa ngừng phát ra âm thanh, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình truyền hình ảnh thể hiện rằng đã liên kết thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy liên hệ ngay với Tokyo Camera để sở hữu cho mình DJI Mini 2.